chào tất cả các bạn. Tôi tên là Trần Dung. Tiếng giao dịch trong làm ăn kinh doanh thì gọi là Mr. Trần. Tôi hiện tại là đồng sáng lập thương hiệu Đài Toyota. Và tôi cũng có khoảng trên 7-8 năm làm trong lĩnh vực này. Thì hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị một số cái thủ thuật về làm marketing online. Thì cái kiến thức marketing này nó rộng lắm. Mình học một đến một ngày, hai ngày thì nó không đi đâu. Nhưng mà các anh chị nắm được một số cái cơ bản thôi là mình cũng có thể áp dụng vào thực tế rồi. Các anh chị cho tràng tay dù thành lớn. Cái tài sản lớn nhất của sale là cái gì anh chị? Nói to lên. Khách hàng đúng không? Chính xác. Cái tài sản lớn nhất của Kim Anh là cái gì? Đâu, các anh chị ấy. Các anh chị giúp phải là thì có các anh chị thì họ phải lên đúng không? Thì đúng rồi, tài sản lớn nhất của sale đó, đó là data khách hàng. Vì người nào mà có giống như Facebook vậy chị, cái thương hiệu nó định giá là 100 tỷ đô gì á, nó chỉ định giá thêm cái lượng thành viên họ nhé, chứ không họ cũng có gì to tát đâu. Có nghĩa là rất nhiều thành viên, họ từ có hàng triệu tỷ thành viên họ định giá cái điều họ lên. Các anh chị có nghĩa là sale nào mà bán được nhiều hàng chắc chắn á, sẽ có một không phải may mắn đâu, mà họ làm marketing họ có những cái tiệm khách hàng cực kỳ lớn thì là sale bán được nhiều hàng nhất. Còn lại những cái kỹ năng thì tất nhiên thì làm một thời gian thì ai cũng có một cái kỹ năng riêng của mình. Vậy hôm nay là như mình chỉ cho các anh chị sưu tập những cái tiệm khách hàng về bất động sản, ok không ạ? Có thích không ạ? Thích thì vừa tay. Hôm thầy Toàn có cho các anh chị về một bài tập ấy, thì có nghĩa là mình vẽ chân dung khách hàng đúng không? Thì hầu như là các bạn đang lướt qua, có nghĩa là mình mới biết cái lượng cái chân dung khách hàng của mình vậy thôi. Nhưng cái quan trọng á, cái mục đích cuối cùng á là mình biết họ đang ở đâu, đúng không? Ví dụ là họ thích đầu tư, họ cần nhà, tất cả lúc ai không biết. Họ có tiền trong ngân hàng là khách hàng tôi, đơn giản thôi. Cái đó ai cũng nói được. Nhưng quan trọng bây giờ ví dụ họ thích đầu tư, vậy giờ làm sao lấy được cái tiền khách hàng đó, đúng không? Vì họ thích vàng chẳng hạn, có một người nào họ thích kinh doanh vàng. Kinh doanh vàng các anh chị để nhà người mà kinh doanh vàng là người có tiền. Còn cái việc họ chưa kinh doanh bất động sản là họ chưa tới lúc thôi. Thì ví dụ các anh chị gặp được cái khách hàng đó, các anh chị lại ngồi nói chuyện với nó, với họ là ngồi sẵn phẳng luôn. Thì tôi với anh là một đối tác, bây giờ em nói với anh thế này này, anh kinh doanh vàng ok, nhưng mà bất động sản đó, cái quan của em á có thể lợi nhuận nó cao hơn. Đấy, khi đó bắt đầu ngồi với cái tài thuyết phục mình đó. Các anh chị mà đủ tình thì thuyết phục họ thì họ đầu tư quá thôi. Vì họ là khách hàng có tiền rồi. Thì cái khách hàng kinh doanh vàng, kinh doanh kim cương, những khách hàng có tiền tiết kiệm nó tầm khoảng là 1 tỷ 2 tỷ đấy, thì những khách hàng đó chắc chắn là nếu các anh chị mà giỏi thì sẽ thuyết phục họ mua bất động sản, ít nhất là trong thời gian này, nếu không khủng hoảng thì trong thời gian này, thì họ vào cái thời gian khủng hoảng đất đai họ qua đâu rồi, bây giờ họ rất an tâm. Thì ví dụ như ví dụ khách hàng đầu tư đi đúng không, bây giờ một bạn nào để hỏi bạn nào hỏi bạn có ai là biết cái khách hàng của mình nhắm đến khách hàng đầu tư thì họ sẽ nằm đâu? Em đi. Em ví dụ em nói là khách của em là khách đầu tư đúng không? Dạ. Thích đầu tư bất động sản chắc chắn họ lại có mua nhà đấy đấy đúng không? Mua đất đấy. Nhưng mà bây giờ theo em thì nếu mà họ sẽ xuất hiện ở đâu trên internet? Dạ. Trước mắt thì nếu mà gần nhất với tụi em đó là những cái trang web bất động sản. Rồi, ok, trang bất động sản.com.vn rồi. Dạ. Rồi tiếp. Những cái mạng xã hội ví dụ như mình có dùng những cái trang mạng xã hội như là Facebook đồ thì cũng có khi mà Zalo ấy thì mình đăng tải những cái tin của mình lên đó. Nhóm trên Facebook. Được. Nếu mà mạng xã hội thì nó rộng lắm. Vì hầu như là đa số dân Việt Nam á, nó sẵn xài mạng xã hội hết. Trong các anh chị ngồi đây không có ai không xài mạng xã hội hết, đúng không? Zalo, Facebook là hai mạng xã hội nổi tiếng này. Chắc chắn không sai. Mình có thể bỏ vỏ nó làm một tí không? Rồi, ok. Rồi. Mình nói để các bạn hiểu mà. Là ok, thích họ thích về đọc
các trang về bất động sản, ok, là giống như cái trang bất động sản.com.vn là các nhà đầu tư họ hay lên đó họ coi tình hình thị trường thế nào, họ có thể đăng ký thành viên trên đó. Thứ hai là những cái trang web chuyên về đầu tư, những cái trang web chuyên về tài chính, anh chị ấy mà anh chị sử lên Google là thấy tạp chí tài chính, tạp chí doanh nhân, rồi cà phê app, đó là những cái trang mà những người có tư, các anh chị ghi lại đi, đi là có bài tập. Những cái chủ mà có thể là các anh chị hình dung ra, mình chỉ nói một bản đầu tư thôi nhá, có thể là khách hàng mà đầu tư là họ để lên, họ để chuyên gia đọc những cái trang web nào mà chính thống có những cái kiến thức về đầu tư giống như cà phê app chẳng hạn, doanh nhân, rồi là bất động sản.com.vn đấy, là họ sẽ lăn ra lên chỉ nó. Còn trên mạng xã hội họ sẽ xuất hiện ở đâu? Trên mạng xã hội những cái đầu tiên là họ sẽ like những cái fanpage của công ty đó, đúng không ạ? Vì bất cứ công ty nào nó cũng có một cái fanpage hết, anh chị hiểu không ạ? Ví dụ như cà phê app là họ có cái fanpage của họ, anh chị không tin anh gọi lên đấy. Bất động sản.com.vn họ cũng có một cái fanpage của họ, họ thường thường họ sẽ like, vì thường thường á bây giờ người làm marketing á họ cái fanpage của họ thì gắn vào cái website của họ, đúng không, cái gì lên trên á các anh chị đọc kiểu gì cũng bị like đấy, có cài cái thủ thuật anh chị này, họ cài cái thủ thuật có nghĩa là các anh chị chỉ bấm vào về viết là tự động các anh chị like ra nó rồi, chứ không phải là những cái bấm like đâu, không ngày xưa rồi đó, là dùng tại sao cái những cái công ty mà cái website mà có lượng truy cập nhiều á thì là cái lượng like cực kỳ lớn, mà cái like đó là chính thống nha anh chị, là đúng với khách hàng mục tiêu luôn. Đấy. Ví dụ khách hàng kinh doanh vàng muốn gì, đó. vàng cũng ok thì họ hay xuất hiện ở đâu, họ cũng hay là lên chứng khoán, họ đọc mấy trang về chứng khoán, đầu tư chứng khoán mà, rồi họ bắt đầu là cái chỉ với tìm một nhóm, cái nhóm là cái hôm nay là mình thực hành luôn này, là việc bắt khách hàng đầu tư thì họ sẽ vào những cái nhóm nào, thì cái đó cái chỉ phải tư duy ra hồi nào cho mình nói đó, là cái chỉ phải tư duy ra cái nhóm đó, họ ở trong cái nhóm đó. Khách hàng kinh doanh vàng, các anh chị sở cái nhóm nào mà có những người kinh doanh vàng đó, các anh chị lấy cái tệp của khách hàng nó về, các anh chị có thể lấy cái ID là giống cái chứng minh của mình cái gì, ID, và thứ hai các anh chị cao cấp công ty nên lấy số điện thoại, đúng không? Các anh chị có tin giờ tôi lấy tôi toàn bộ số điện thoại làm bình thường không, bạn bè làm bình thường không, đúng không? Các anh chị thay đúng không, là sale chắc chắn nó thèm rồi, ví dụ đúng không, ví dụ các anh chị là như nhắm ấy. Cái chị này là rất giỏi miền thông đúng không, chị miền thông không miền thông thì nó phan cuồng nhiều lắm, cái chị tìm một người nào doanh nhân có tiếng tăm giống như thầy Toàn chẳng hạn đi, là các bạn vào đấy toàn bộ bạn bè thầy Toàn, vì bạn bè thầy Toàn nó toàn tiến chỉ và những doanh nhân có, anh chỉ lấy điện thoại để cái xe thôi, đó là một thủ thuật trong kinh doanh và tôi làm được cái đó, đúng không? Giống ông Vương với Phạm Nhật Vương ấy, ông nó bạn bè ông nói chung là thầy tầm cỡ đúng không, trên nhỏ cái bạn ông không xác nhận đâu, thì các anh chị vào lấy toàn bộ số điện thoại của khách bản công vườn về đấy, người sale, nhưng mà khách công vườn thì nó không đúng mục tiêu của các anh chị, đúng không? Do đó các anh chị tại sao mà tôi nói các anh chị mà xây mình vẽ chân cho khách hàng của mình ấy, nó đúng, các anh chị là những người tầm tầm trung trung thôi. Bây giờ có các cái doanh nhân á, các cái doanh nhân khởi startup á, họ mới khởi nghiệp đấy á, cái chân nó dân cực kỳ khoái táo đích giống như tôi này, là rất thích đầu tư, và trong cái giai đoạn đang phát triển thì hầu như là nếu mà tìm được cái tệp doanh nhân đó, cái tệp đó thì rất dễ bán, vì họ rất máu đầu tư, thì đó họ rất máu đầu tư, thì người mà già cỗi họ sẽ đầu tư những cái gì lớn hơn, giống bạn ông Vương ấy, họ sẽ làm những dự án tầm 100 tỷ lên, còn những người nhỏ nhỏ như trong tài khoản nó có tầm khoảng 5 tỷ đô la ấy, thì thường thường họ sẽ đầu tư nhiều. Và các cặp vợ chồng ấy chỉ biết, ví dụ như mình gì nhá, giờ mình tìm những cái cặp vợ chồng đúng không, chưa có nhà đúng không, cặp vợ chồng chưa có nhà nhưng mà lại có tiền, ai không biết về được đúng không? Khách này có thể họ mua này, nhưng quan trọng là mình tìm họ ở đâu, họ sẽ xuất hiện ở đâu đấy, thì cái đó các anh chị về nghĩ ra cho mình là họ sẽ xuất hiện ở đâu, cái đơn giản nó cũng không khó đâu, các anh chị ví dụ từ trước tới giờ đúng không, tôi chỉ các anh chị từ trước tới anh chị nào đã bán từng khách hàng rồi đó nhá, các anh chị bán được khách hàng họ rồi, các anh chị vào Facebook của họ, khoảng 2 khách thôi, anh chị làm 2 khách các anh chị nhận ra được đó, là họ đang ở đâu. Các anh chị lấy hai cái hàng của anh chị từ trước giờ đã bán đất này rồi, các anh chị nói cho chị ơi cho em cái Facebook của chị đi, đúng không, xin cái Facebook của họ, rồi các anh chị là vào dùng cái tool đó, các anh chị ngồi nghiên cứu của họ, ngồi nghiên cứu với khách hàng đó, thì nghiên cứu các anh chị thì nghiên cứu khoảng tầm khoảng là 3 phút thì các anh chị đã tìm ra cái tệp khách hàng đó là giống như chị đó, các anh chị hiểu không? Ví dụ cái chị đó cái chị này là chị hay đăng la vào là mấy cái trang á, là
ví dụ như một căn nhà 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 nguyên căn cao cấp chẳng hạn đi đó, thì người sát thì tự nhiên chỉ ở cái địa bàn đó, cái nhóm này này mình mới đặt suy nghĩ chứ, rồi là chỉ thích thích đi du lịch, chỉ thích yêu gì như vậy, cái chỉ ghi lại ghi hết, vì cái cái trong cái có gì nó phân tích cái thằng từ A đến Z thế tôi để cho cái gì một công cụ phân tích, có nghĩa là họ có thể là cái giờ nào họ đi vệ sinh mình có thể phân tích được. Thằng Google nó kinh khủng, cả cái gì đó Facebook mà cái chỉ thoát nick ra đi, thoát nick ra mấy tính điện thoại nó còn theo dõi cái chỉ mà, nó tưởng tượng không, đó nó cực kỳ khủng khiếp. Do đó mình phân tích khách hàng, mình vẽ cái chân dung là cái khách hàng là chỉ đúng không, phân tích hết, vì tưởng tượng họ đi đâu ở check in này, họ like những thang gì là lấy về hết, thì sau đó mình sẽ dùng cái công cụ là mình biết à cái tệp khách hàng của mình là cái chỉ này nó giống giống cái tệp khách hàng nó, thì mình tìm cái tệp khách hàng nó giống cái chỉ đó, bắt đầu mình lấy khách hàng đó. Thì là giống như tôi bán chai không, như tôi áp dụng cái đó không, thì mình tìm ra được cái đối tượng là gọi là khách hàng mục tiêu. Mục tiêu là chưa chắc đúng, không phải ai mua đâu chị, nhưng mà các anh chị bỏ hẹp được lại, ví dụ thay vì các anh chị bỏ một triệu đi, một triệu thì các anh chị mới tìm được một khách hàng mà chưa chắc họ mua đâu. Còn nếu các anh chị làm áp dụng cái phương pháp này, một triệu anh chị có thể tìm được 30-40 khách đúng không, 30-40 khách hỏi, thì các anh chị chiếm được khoảng 20% đó, là bất động sản là quá ngon rồi đúng chưa. Một triệu bây giờ bán là một triệu chưa đấy, bất động sản bây giờ các anh chị bỏ 5 triệu đủ các anh chị, hầu như nếu người làm không marketing không giỏi 5 triệu không bán được một nền. Còn nếu mà áp dụng phương pháp tôi, đồng chí nào chịu rõ đầu tư á, là chắc chắn 5 triệu là sắc một nền là chắc chắn luôn, không làm được tôi đến nhá, 5 triệu nếu mà